được thực hiện bởi Moxi Team Việt Nam. Mỗi ngày xem phim vui vẻ nhé. WeChat. Tôi. Thẻ. Hạn chế và niêm phong. Giang Hà, năm nay tôi 18 tuổi. Tôi luôn thấy mình khác bột với những người khác. Bạn gái tôi vô cùng xinh đẹp. Xinh đúng không? Tôi đang theo học tại một trường đại học hạng 2. Tôi hiểu rồi. Tôi đã không khóc khi tôi được sinh ra. Ồ, bạn cũng không khóc à? Năm tôi 6 tuổi. Vào một đêm trời mưa tầm tã, một người bí ẩn đã đến nhà chúng tôi. Tối đó, tôi đột nhiên ngất đi, bị sốt cao, đã đến bệnh viện kiểm tra, nhưng không tra ra được là bệnh gì. Nghe nói, người đó chỉ chạm nhẹ vào tôi. Tôi liền tỉnh lại. Tôi tưởng người đó sẽ ban cho tôi võ công tuyệt thế, giúp tôi trở thành một siêu anh hùng. Tin tức chớp nhoáng, hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2005, tàu vũ trụ chở người Thần Châu 6 đã được phóng tại trung tâm phóng vệ tinh Tủ Tuyền. Motorola đã phát hành chiếc điện thoại V3 có 300 số điện thoại ghi chép không gian. Nhưng chẳng hề có. Trong vài năm, tôi luôn tìm kiếm những điểm khác biệt của mình với những người khác. Ví dụ như, hơi của tôi rất khỏe, nhưng cuối cùng không ai đến tìm tôi nữa. Có thể tôi chỉ là một con người bình thường. Trên thực tế, tôi không những bình thường mà học hành còn kém. 3 năm cấp 3 mãi mê ăn chơi, nhưng không ngờ tôi lại may mắn trong kỳ thi đại học. Cho nên vận may này cũng giúp tôi thấy vui mừng. Có lẽ sau tất cả, tôi cũng có chút khác biệt với những người khác. Tôi đã đăng ký tình nguyện là tiếng Trung. Ban đầu đăng ký chỉ vì thấy chuyên ngành này khá là dễ qua, nhưng hóa ra tôi đã được chuyển qua chuyên ngành thư ký. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận được thư mời nhập học. Nhưng khi đến trường, tôi phát hiện ra rằng có vài phương diện trong chuyên ngành này khiến người khác phải ghen tị. Các em gái, các em trai cũng thuộc về bọn chị đó. Những người ngưỡng mộ gồm có Lý Dương, Lưu Sướng, Triệu Phú Cường. Đây là ba người bạn cùng phòng của tôi. Họ đều đang học chuyên ngành tin học. Cả lớp đều toát ra mùi của cỏ khô bị cháy xém. Các bạn học, chúng ta cùng làm bài nào. Thầy sẽ cho các em logic. Trước tiên, có thể thiết lập một chương trình nhỏ. Sau khi thiết lập xong, hãy chạy thử xem nó có thể vận hành bình thường được không. Nếu nó hoạt động tốt, chúng ta có thể bám theo logic đó để tiếp tục tiến hành bước thiết lập tiếp theo. Nếu nó không hoạt động, thì cho thấy thiết lập này là sai. Chúng ta phải thiết lập theo phương thức khác. Các em đã thiết lập chưa? Dạ rồi ạ. Đều thiết lập rồi. Để hòa hợp và thân thiết với ba vị hòa thượng này, tôi cũng thường xuyên phải khổ sở với họ. Thấy chưa? Họ lại hào hứng rồi. Hết cách rồi. Đây chính là sự vặn vẹo tâm lý. Ai bảo tôi làm cho họ ghen tị như thế chứ? Này, hai cậu có thể nhẹ tay một chút được không? Giang Hà. Cứ đến lúc thế này, nhìn thấy nước giải của ba tên hòa thượng, trong lòng tôi trỗi dậy cảm giác vượt trội, làm tôi sướng điên người. À, bạn gái của tôi tên là Tiểu Mỹ, mọi người đã thấy cô ấy lúc đầu phim rồi. Sao tán được thế? Thanh Mai Trúc Mã à? Bây giờ các bạn đã tin tôi đăng ký khoa tiếng Trung không phải vì nhiều bạn gái rồi chứ? Bởi vì tôi đã là hoa có chủ rồi. Em xem, người mà Triệu Phú Cường dẫn đi khắp nơi khoe khoang chính là đàn chị trong khoa thư ký bọn anh đó. Anh chỉ giúp đỡ nối dây tơ hồng thôi, người ta đã thành cặp rồi. Em không hiểu nổi, rốt cuộc chị thích cậu ta ở điểm nào? Không phải việc của cậu, hơn cậu mọi mặt. Ô kìa, hơn em chỗ nào chứ? Quá rõ ràng, người ta là học bá, còn cậu có thể thiết lập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu được không? Cút đi, nói cái gì đấy?
Tiểu Mỹ và tôi lớn lên cùng nhau. Không nói rõ được là cặp với nhau lúc nào. Nhưng tôi nhớ rất rõ một ngày khi học lớp 12. Tối nay bà ngoại đi bày sạp bán hàng. Vậy em qua nhà anh ăn cơm đi. Cứ qua đó hoài ngại lắm. Không sao đâu, ăn xong thì anh qua nhà của em. Phải như vậy thật à? Chuyện sớm muộn thôi mà. Vẫn hơi sợ. Nghe nói là đau lắm. Để anh sẽ thật nhẹ thôi. Nếu đau thì anh đừng có cố phan mạnh nhé. Em yên tâm đi. Em xem, đã bảo là chuyện sớm muộn mà. Đã sưng suốt 3 ngày rồi. Hình như không đau thật. Mua đôi giày cho em nhé. Tiểu Mỹ là hàng xóm nhà tôi. Bố mẹ đi tỉnh khác làm ăn, rất ít khi về nhà. Thường ngày trong nhà chỉ có bà ngoại. Vậy cũng không nên tặng giày. Nghe qua không hay cho lắm. Vậy em thích cái gì? Em thích cái gì, anh sẽ tặng cái đó à? Anh làm gì đấy? Chuyện sớm muộn thôi mà. Thì cũng không phải bây giờ. Tối nay ánh trăng thật đẹp. Giang Hà, chúng ta là trẻ vị thành niên. Khi nào chúng ta mới đủ tuổi chứ? Lên đại học là đủ tuổi rồi. Giang Hà, anh đừng thành cầm thú mà. Chúng ta cùng học một trường đại học đi. Với chút tài mọn đó của anh á. Hãy đợi đấy. Đợi đã. Cái gì đây? Ở đâu ra vậy? Trộm của bố anh. Vì mục tiêu cuối cùng mà tất cả đàn ông đều mong ước. Bạn thấy đấy, tôi vào cùng một trường đại học với Tiểu Mỹ. Cái gì? Bạn hỏi tôi đã chán chưa à? Không cần bạn phải quan tâm. Có một điều khác làm tôi phiền não vào lúc này. Sao anh lại đi một mình thế? Đi mua nước cho em mà. Chẳng phải anh nói hàng tháng sẽ tặng giày cho em sao? Tháng sau nhé. Tháng sau nhất định mua bù mà. Thế nên ai cũng nói phụ nữ dễ thay đổi. Trước đây nói tặng giày, bây giờ tháng nào cũng đòi một đôi. Chuyện vừa mới nói, quay qua quay lại là quay ngoắt 180 độ luôn. Tất nhiên, chỉ cần Tiểu Mỹ vui, tôi cũng sẽ vui. Lưu sướng muốn tặng còn không biết tặng cho ai cơ. Nhìn thấy con gái là không nhấc bước nổi, còn nói người ta trọng sắc khinh bạn. Đợi cậu ấy có người yêu mà xem. Hai cậu có thấy đúng không? Được rồi, được rồi. Có để mắt đến ai không đó? Hả? Để mắt gì cơ? Các anh em, phải tự tin lên chứ. Nói các cậu nghe, tôi nghĩ bất kỳ người đàn ông nào cũng có cơ hội mê đắm bất kỳ cô gái nào. Quan trọng là phương pháp. Cậu bỏ thuốc à mà mê đắm? Phương pháp không hiệu quả bằng tiền đâu. Có lý. Các cậu tự ti quá đi. Tịnh nhà tôi là nhắm vào tôi vì tiền sao? Em phải tuyệt đối không được không yêu anh đó nha. Vốn nghĩ rằng quãng đời đại học của tôi cứ như thế bình yên trôi qua. Thấy không, học hành nhiều vẫn là thứ bỏ đi. Không thắng nổi cao, giàu đẹp trai. Không ngờ sau đó đã xảy ra một chuyện vô cùng bất ngờ. Tiểu Mỹ,
Tiểu Mỹ, anh đi khắp trường tìm em. Sao anh lại đến đây? Tiểu Mỹ, sữa đậu nành đang giảm giá, vì vậy anh đã không mua trà sữa cho em. Đi thôi, Tiểu Mỹ. Giang Hà, em giới thiệu một chút. Đây là Vương Đào. Đàn anh đã tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng. Chào anh. Đây là Giang Hà, bạn học cấp 3 của em. Xin chào Tiểu Mỹ. Giang Hà, em có chút việc với Vương Đào. Hay là anh về trước đi. Em lại đây. Giang Hà, đừng làm vậy mà. Em làm thế này là có ý gì? Em chẳng sao cả. Gã này là thế nào? Anh đi về trước đi. Đợi xong việc em sẽ kể cho anh nghe được không? Có phải hắn ta theo đuổi em không? Đợi xong việc em sẽ gọi điện cho anh có được không? Chán rồi phải không? Chê nghèo đeo đuổi giàu có phải không? Quá sáo rỗng rồi đó. Cậu có tư cách gì nói từ sáo rỗng hả? Sinh nhật của người ta mà chẳng tặng vài nhành hoa. Đi dạo phố cũng chỉ toàn mua đồ ở sạp lề đường. Ăn cơm cũng chỉ dám vào quán sập xệ. Mãi mới tặng cho người ta một cái điện thoại. Hay là mẹ cậu tặng cho cậu thế? Vương Đào, Tiểu Mỹ, đừng trách anh nói thẳng quá. Em ở bên anh thì mới không sáo rỗng. Ở bên cậu ta mãi mãi là sáo rỗng thôi. Tiểu Mỹ, em muốn nói gì thì cứ nói thẳng với anh, không cần phải làm như thế này. Giang Hà, có vài điều em đã muốn nói với anh từ lâu rồi. Lại sợ làm tổn thương anh. Nếu anh thấy muốn mắng em vài câu mới giúp anh nguôi ngoai. Cậu đâu có tư cách chửi mắng cô ấy. Giang Hà, Vương Đào, nên biết mình là ai. Người nên cút đi là cậu đó. Em thiếu thốn tiền bạc đến vậy sao? Đồng tiền với em quan trọng đến vậy à? Anh nghĩ sao? Em đã nghe bố em nói câu này hơn chục năm nay rồi. Em không muốn dẫm vào vết xe đổ của mẹ em. Hai hôm trước bà ngoại em lại nằm viện. Mẹ em đi khắp nơi vay tiền. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ chăm chỉ làm việc. Chúng ta nhất định sẽ sống sung túc mà. Thứ anh cố gắng có được chỉ là thứ người ta đang có sẵn rồi. Trong lòng em hoàn toàn không có chút tình cảm nào sao? Tình cảm là ai? Có thể trả tiền viện phí cho bà ngoại em được không? Anh bạn à, có thôi đi không? Đi thôi. Hôm nay không thể tin nổi. Nhìn cái gì mà nhìn? Đã đứng đó nhìn suốt một tháng rồi. Liên quan gì đến cậu hả? Cậu muốn chết à? Gã đàn bà này ghê quá chứ. Ghê cái gì mà ghê? Đều tại cái mỏ quả của cậu. Nói cái gì không địch lại cao, giàu đẹp trai. Vốn dĩ là như vậy mà. Thấy chưa? Chuẩn luôn rồi còn gì. Dù thế nào Tịnh nhà tôi cũng không rời xa tôi đâu. Các cậu có thể an ủi người ta đúng nghĩa được không hả? Có cái gì đáng để an ủi đâu. Chuyện vốn dĩ là thế mà. Cùng lắm là giống chúng ta mà thôi. Tôi không giống các cậu nha. Hôm nay bị đá cũng đừng thấy buồn. Dù sao thì ngày mai cũng bị đá thôi. Tôi cũng thật là dở. Sao lại lôi các cậu ra đây để ngược đãi chính mình chứ? Tôi nói cho cậu nghe, từ lâu tôi đã nhìn ra Tiểu Mỹ không phải là người tốt. Chia tay càng sớm càng tốt. Này, cậu đúng là nhận thức muộn màng. Hay là chúng ta đi tìm gã Vương Đào đó nói lý đi. Đi, đi. Để chúng tôi giúp cậu giải quyết chuyện này cho. Đừng mà, đừng. Quay lại đi. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Nhanh vậy à? Thật ra chúng tôi cũng chỉ giả vờ như vậy thôi. Soi gương nhiều vào, tự ác sẽ thông suốt nhiều chuyện thôi. Anh bạn, đừng cướp lời thoại của tôi chứ.
Có chuyện này tôi vẫn mãi không hiểu. Tôi cố gắng nhiều năm nay, có chút đỉnh tài năng, cũng có vài thành tựu. Kể cả không xem xét đến xuất thân, có lúc tôi vẫn không bằng người ta. Cho nên tôi chỉ là một con người bình thường. Đại đa số đều là người bình thường. Người bình thường cũng có cuộc sống của riêng mình mà. Tôi nói cậu nghe, lúc tôi học cấp 3, tôi đã đắn đo rất nhiều. Rốt cuộc là sau này tôi nên tìm một cô gái con nhà giàu, trong công việc có thể giúp đỡ đề bạt, tiến cử tôi, hay là một viên ngọc bích trong gia đình bình thường, sống ngày tháng giản dị, an yên. Tôi đã nghĩ vậy đó. Bây giờ cũng nghĩ như vậy thôi. Cậu đừng nghĩ như thế nữa mà. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đời người chìm nổi là như thế đó. Luôn cần có khát khao. Đương nhiên, bởi vì kiểu gì cũng không thực hiện nổi. Nào nào nào. Nào, cạn ly. Cạn ly. Người nên cút đi là cậu đó. Nên biết mình là ai. Em đã nghe bố em nói câu này hơn chục năm nay rồi. Em không muốn giẫm vào vết xe đổ của mẹ em. Thứ anh cố gắng có được chẳng qua chỉ là thứ người ta đã có sẵn rồi. Phải không? Đào Ngột, ngươi dám! Thật ra ta cũng rất ngạc nhiên. Lần này ngươi không thắng nổi đâu. Từ xưa đến nay, tà ác không thể thắng được chính nghĩa. Người mới sống được vài trăm năm, biết được cái gì là tà, cái gì là thiện chứ. Không gian lận mới gọi là chính nghĩa, ngược lại gọi là tà ác. Ta chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ ai trong hàng ngàn năm nay. Nhưng ngươi làm nhiều điều ác, đó là bất chính. Bất chấp thủ đoạn, đó là không chính trực. Tục ngủ say đi. Người biết đó, chỉ là tạm thời thôi, còn 7 ngày. Lần này bất cứ ai cũng không ngăn nổi. Là anh ư? Anh đến đây tìm tôi à? Đúng vậy. Từ năm 6 tuổi gặp được anh, tôi vẫn luôn chờ đợi anh. Vừa nãy tôi còn mơ thấy anh. Đó không phải là mơ, đó là thế giới tinh thần của cậu. Hả? Để tôi kể cho cậu nghe. Giang Kinh Đào,
Giang Kinh Đào, ai bảo anh không chịu đeo bao cao su? Một ngày vào 18 năm trước, một trong tứ đại hung thú, Đào Ngột, đã tích trữ sức mạnh nghìn năm, thoát khỏi phong ấn, lẻn vào nhân giới. Vào thời điểm đó, đã có 108 em bé được sinh ra. Đào Ngột yếu đuối đã chọn cậu, cố nuốt chửng linh hồn cậu, chiếm lấy cơ thể của cậu. Và đến đúng lúc, thắp sáng nguyện lực ngàn năm, phong ấn Đào Ngột bên trong cơ thể cậu. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Đương nhiên là cậu không sao cả, được ta cứu sống rồi. Cậu đã bình yên khôn lớn, thành một cậu nhóc thích đùa cợt. Cùng ngày đó, vào 12 năm trước, chính là sinh nhật lần thứ 6 của cậu. Trên trời xuất hiện dị tượng cổ tinh liên chu. Đào Ngột dựa vào cảm ứng thiên phú, bắt đầu hấp thụ tinh tượng chi lực. Hồng thức tỉnh ở bên trong cơ thể cậu. Ta đã thiết lập một phong ấn khác bên trong cơ thể cậu, chặn đứng cảm ứng của nó. Ta vốn nghĩ rằng có thể dùng hai lớp phong ấn cho đến khi cậu lìa đời. Nhưng không ngờ, Đào Ngột gia tăng khí lực. Từ xưa đến nay, phải cách mấy trăm năm mới xuất hiện dị tượng cổ tinh liên chu một lần. Vậy mà 7 ngày nữa sẽ lại xuất hiện. Và lần này, cách lần trước chỉ đúng 12 năm. Lần này không hề có hiển thị trước điềm báo thiên tượng. Cho đến vừa rồi khi Đào Ngột chuẩn bị thức dậy, ta mới cảm nhận được điềm báo, mới phát hiện phong ấn trong cơ thể cậu đã nới lỏng. Mười lăm phút trước, tôi chỉ là một sinh viên nghèo vừa bị bạn gái đá đít. Mười lăm phút sau, anh nói cho tôi biết trong cơ thể tôi có một con quái vật hung hãn. 7 ngày nữa, nó sẽ nhảy ra nuốt chửng tôi. Anh nghĩ tôi có tin nổi không? Tại sao? Cái gì mà tại sao? Tại sao tôi phải gánh chịu những chuyện này? Tôi không muốn. Rốt cuộc anh vì cứu tôi hay vì phong ấn Đào Ngột? Anh muốn bắt tôi phải gánh chịu cái gì? Vì sao tôi phải gánh chịu những điều này? Vì sao anh lại cứu tôi? Đây là số mệnh của cậu và cả tôi. Vừa nãy hình như tôi nhìn thấy anh đã hạ gục Đào Ngột trong đúng một chiêu. Xem ra hắn cũng không tài giỏi quá mức. Vừa nãy ta chỉ là gia cố phong ấn, khiến cho Đào Ngột tạm thời ngủ say mà thôi. Lần này Đào Ngột lại có thể tự mình thức dậy, cho nên ta cho rằng lớp phong ấn bây giờ khó có thể địch lại tinh tượng chi lực hừng hực của 7 ngày tới. Thậm chí đến cả tâm trạng, cảm xúc của cậu cũng bị Đào Ngột lợi dụng. Cho nên tình hình hiện nay vô cùng nguy cấp. Chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ còn một con đường để đi. Ta là một âm dương sư, gánh vác sứ mệnh. Nếu cậu cũng có thể thông qua bài kiểm tra, gia nhập đội ngũ âm dương sư của bọn ta, có thể dựa vào năng lực của bản thân triệt để áp chế Đào Ngột.
Từ giờ trở đi, cậu chính thức trở thành một âm dương thuật sư. Hãy dùng cái app này, lựa chọn nhiệm vụ, hoàn thành nguyện vọng của các linh hồn thì sẽ có được nguyện lực tương ứng. Khi cậu tích lũy được cấp 10000 nguyện lực, sẽ được chính thức thăng chức thành một âm dương sư chân chính. Đến lúc đó, cậu cũng sẽ có được năng lượng và kỹ năng của riêng mình. Tất nhiên, nguyện lực cũng phân chia thiện và ác. Phân chia thế nào sẽ do cậu tự quyết định. Nếu hấp thụ nguyện lực tà ác, cậu không những bị giảm cấp nguyện lực, mà còn có thể bị đào ngục hấp thụ, thảm họa vô cùng. Đối với một người mới như cậu, việc hoàn thành nhiệm vụ này trong 7 ngày là vô cùng khó khăn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cậu có thể thỉnh cầu trợ thủ thuật sư. Trợ thủ thuật sư. Gì thế này? Tôi là trợ thủ thuật sư. Sao lại là con người? Không, tôi là một thể năng lượng. Họ có nhìn thấy cô hay không? Chỉ có anh nhìn thấy tôi. Tôi tên là Tịch Tử. Dữ liệu cho thấy anh vừa thất tình, đang rơi vào tình trạng suy sụp, cho nên tôi sẽ giúp anh yên ổn qua mấy ngày này. Tôi có thể cung cấp cho anh bất kỳ dịch vụ nào. Chỉ có anh không nghĩ ra, chứ không có chuyện gì tôi không làm được. Bao gồm, nhưng không giới hạn giặt giũ, nấu ăn, tắm rửa và thay quần áo. Nếu như anh cần, tôi có thể làm bạn gái của anh, em gái anh, hoặc là mẹ của anh. Tôi có thể cười cùng anh khi anh vui. Tôi sẽ chọc cho anh cười khi anh buồn. Nếu ai đó bắt nạt anh, không sao cả. Về đây bắt nạt tôi mà xả cơn giận. Hôm sau tôi sẽ dẫn anh đi tìm gã đó, giải tỏa nốt uất ức còn lại. Tôi có thể chơi cùng anh vào ban ngày. Buổi tối, tôi cũng có thể chơi game cùng anh. Dữ liệu cũng cho thấy rằng trước đây anh thất tình là do bạn gái chơi anh nghèo, cho nên tôi có thể cho anh số tiền tiêu mãi không hết, để tránh sau này anh lại bị cô gái khác chê bỏ vì cùng nguyên do đó. Tôi sẽ làm mấy ATM của anh có thể rút tiền từ tôi 24/7. Anh có số tiền tiêu mãi không hết à? Chúa ơi, Giang Hà, em sai rồi. Cậu xin anh, đừng bỏ rơi em mà. Dẫn tôi theo với, Giang Hà, tôi sẽ rửa chân cho cậu, tôi sẽ liếm ngón chân cho cậu. Anh thấy sao hả? Tỉnh lại đi. Thông thường, tôi sẽ có các tính năng trên. Nhưng xin lỗi, tôi là một cơ thể năng lượng với mức độ thông minh cao. Tôi biết tất cả về con người và ma quỷ, trên trời dưới đất. Tôi còn thiếu tí xíu là thành thập toàn thập mỹ. Trước đây, người giống như tôi được gọi là tài nữ, bây giờ gọi là học bá. Cho nên nhân tài thông minh như tôi, anh phải tận dụng tôi triệt để đi. Tôi cảm thấy thật trống rỗng. Ra khỏi giường rồi nói chuyện đi. Được. Giang Hà, lấy cho tôi cái khăn tắm trên kia đi. Tôi gọi cậu mãi đó. Cái khăn màu xanh ấy. Giang Hà, cậu đang làm gì vậy Giang Hà? Đúng rồi, cô có thể lập tức biến mất. Khi nãy người ta căng thẳng nên mới quên thôi. Còn nữa, lần sau anh có thể đừng gọi tôi lúc đang ở trên giường được không? Tôi đâu có biết sẽ có người đột nhiên xuất hiện đâu. Mau làm chuyện nghiêm túc đi. Ừ.
Cuối cùng âm dương sư cũng có áp dụng online rồi. Vui mừng quá đi. Đông vui ghê. Tôi trực tiếp đăng nhiệm vụ ở đây là được, phải không? Con quỷ mà chồng tôi cưới sau này suốt ngày mặc chiếc áo khoác mà tôi yêu thích nhất. Bắt cô ta cởi nó ra. 300 nguyện lực. Việc này hơi khó. Vớ vẩn. Không khó thì cần gì tìm cậu. Nguyện lực dễ kiếm lắm chắc. Tôi rất ghen tị với em trai mình. Kể từ khi tôi qua đời, nó được bố mẹ yêu thương. Cậu có thể giúp tôi hù dọa nó không? Nguyện lực 1000. Tôi không thể làm được điều đó. Giả vờ gì thế? Đi kiếm nguyện lực còn kén cá chọn canh nè. Nghe nói có một âm dương sư trẻ tuổi, hy vọng cậu có thể giúp cho tôi. Cháu tôi sắp thi đại học rồi, nhưng tôi đã phát hiện ra hàng đêm nó đều làm chuyện đó. Sự lãng phí năng lượng. 100 nguyện lực. Bà ơi, chuyện đó là gì cơ? Sóc lọ. Bà ơi, bà theo kịp đầu lưu thế. Cậu có giúp được cho tôi không? Dựa trên lẽ thường và phân tích lượng dữ liệu lớn, người khác không giúp được chuyện này đâu. Cháu có thể thử thuyết phục xem sao. Lúc anh sốc, có ai thuyết phục không? Có thể thử mà. Vẫn còn cô ở đây mà. Một thể năng lượng thông minh giá trị cao như tôi mà lại dùng để giải quyết chuyện sóc lọ nhỏ nhặt đó à? Tôi còn phải đi xem phim vài tập nữa đó. Bà ơi, để cháu thử xem. Cảm ơn cậu trước nhé. Cô nói là máy ATM di động có phải là thật không? Dĩ nhiên là không. Ở đâu ra chuyện không vất vả mà được hưởng thơm chứ? Có điều, nếu anh cần tiền, tôi có thể biến nguyện lực của anh thành tiền mà. Nghĩa là sao? Chẳng phải anh có app sao? Ừ, nguyện lực ở trong ví còn gì? Đúng đúng, anh vẫn chưa có quyền hạn bao thẻ mà, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Đến rồi kìa, đến rồi. Mau xông lên đi. Anh bạn, nói chuyện một lát đi. Đi 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 đi. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Hàng ngày đều gửi à? Cậu còn chơi ký tên hàng ngày à? Cậu còn tùy thân đem theo công cụ à? Nhìn bộ dạng của cậu kìa. Gần đây cậu có thấy chóng mặt, mất ngủ hay mơ, suy giảm trí nhớ không? Còn rụng tóc nữa. Người đã từng trải qua như anh khuyên cậu một câu: sốc nhẹ để giải tỏa thì được. Làm nhiều quá hại sức khỏe lắm. Cho cậu một biểu ngữ đem về dán lên. Đến tối manh động thì nhìn chằm chằm vào đó. Sốc quá nhiều sẽ hại thân. Đồ điên. Phim này được thực hiện bởi Mosifilm Việt Nam. Mỗi ngày xem phim vui vẻ nhé. Sắp hết ngày đầu tiên rồi, còn lại 6 ngày. Nguyện lực hiện giờ là không. Không sao đâu, tôi đã sớm dự đoán được kết quả này rồi. Sau này chỉ cần anh nghe lời tôi, thì một bạn nguyện lực còn con không thành vấn đề. Chuyện đổi nguyện lực thành tiền mặt mà cô nói là như thế nào? Cũng phải đợi anh có được nguyện lực trước đã. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu mấy ngày cuối tôi không thể có đủ 1 vạn nguyện lực, tôi sẽ rút số nguyện lực đó ra đổi thành tiền tiêu. Dù sao tôi cũng sẽ chết mà. Giang Hà, tiền thật sự không phải là thứ quan trọng nhất. Người sai phạm không phải là anh, mà là Tiểu Mỹ. Đang yên, đang lành, sao tự dưng con nhắc Tiểu Mỹ làm gì? Muốn thể hiện là cô biết nhiều à? Với lại, anh không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tại sao lại giả thuyết rằng bản thân không hoàn thành nổi nhiệm vụ chứ? Anh không thể có chút tinh thần trách nhiệm sao? Cô còn đang dạy dỗ tôi đó à? Đi về đi. Từ đâu đến thì về đó đi. Không có tôi, anh càng khó hoàn thành được. Cô đừng tưởng trái đất không có cô thì sẽ không quay nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi vốn dĩ không muốn đi chung với một thứ người không ra người, ma không ra ma như cô. Anh phải xin lỗi tôi. Thank you.
Giang Hà. Sao hai người lại ở đây? Chúng tôi ở đây rất bình thường mà. Đúng đó, cậu đi một mình à? Một mình tôi không được đi dạo phố sao? Ý gì thế? Hôm khác tỉnh nhà tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô nhé. Đừng mà, tôi FA thấy thoải mái lắm. Thật không ngờ cậu là một kẻ si tình. Nghe nói mấy ngày nay đòi sống đòi chết mà. Người không biết chuyện còn tưởng trái đất sắp tàn lụi nữa chứ. Em nghe ai nói vậy? Người ta vẫn ổn mà, đi một mình cũng dạo phố được. Cứ đợi đi, sẽ đến ngày Tiểu Mỹ phải hối hận. Lần sau rủ bọn tôi đi. Giang Hà, cậu xin tôi đi. Tôi sẽ dẫn cậu đi cùng, xem phim, ăn cơm gì đó. Cậu đi dạo phố một mình trông thảm quá. Cút đi. Được, được, được. Phim sắp chiếu rồi. Cút trước đi. Bye bye. Bye bye. Xin chào. Mạnh Nam. Nhiệm vụ theo dõi à? Tiền thù lao 10 nguyện lực. Cậu chơi một mình đi. 20. 50. Thành công. Chốt. Đã chuẩn bị xong chưa? Khi nào ra tay? Tôi sẽ tìm cơ hội. Làm gọn ghẽ một chút. Vẫn phải tiếp tục đi theo à? Không cần. Vậy tôi đi đây. Nhớ cho tôi 5 sao đó nha. Thanh toán tiền đi. Có thể thương lượng chút được không? Ngày mai đưa cho anh nhé. Tại sao? Bây giờ tôi vẫn chưa có nguyện lực. Định quịch à? Cậu tưởng Mảnh Nam này dễ bắt nạt hả? Em gái tịch, thủ hạ lưu tình. Đi theo dõi một người mà dám đòi 50 à? Em thấy cho bao nhiêu ổn thì cho. Kiểu gì cũng phải 100 chứ. Hả? Tôi sẽ bảo đảm cho anh ấy. Anh ấy không quỵt được khoản này đâu. Hôm khác sẽ bảo anh ấy chuyển tiền cho anh. Xem tình hình của hai người thế nào cũng được. Vậy tôi đi trước đây. Tịch tử. Sao vậy? Chưa kiếm được đã biết tiêu pha trước rồi phải không? Tôi xin lỗi cô. Bỏ đi. Tha thứ cho anh đó. Đừng giả vờ nữa. Có gì mà không dám nói với tôi chứ? Hình như có người muốn đối phó tôi. Âm dương thuật sư dễ đối phó như thế sao? Tôi đã bảo mà. Có phải cô là nữ thần được nhiều người chào đón trong giới linh hồn không? Còn 6 ngày thôi. Bản thân tôi quá mềm lòng. Không thể cưỡng lại khi một cô gái nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đã bị thiệt thòi rất nhiều nhưng vẫn không thể sửa đổi nổi. Có thể giúp tôi không? 300 nguyện lực. Hãy thử đi. Sáu ngày đếm ngược. Tổng số nguyện lực của Giang Hà không. Anh không biết đâu, con người tôi mềm lòng lắm. Chỉ cần nữ chủ có lời là tôi. Anh đó, hãy nhớ kỹ lời của tôi nói với anh. Nhớ rồi mà, còn cần anh nói nữa à? Tôi nói với anh này. Trời ơi, anh hãy lấy em đi mà. Em đã mua nhà rồi, bể bơi cũng là của nhà ta. Em yêu anh, em yêu anh, em chỉ yêu anh.
Như này máu chiến quá rồi. Hít thở sâu, bình tĩnh lại. Chỉ cần anh cưới em, công ty bố em sẽ thuộc về anh. Em phụ trách đẻ cho anh một đứa con trai. Không đủ thì đẻ hai đứa. Hai đứa không đủ thì đẻ một mớ. Đến thời điểm khảo nghiệm của anh rồi đó. Hay là thôi đi. Anh tàn nhẫn quá, vô tình quá đi. Anh nói đi, em không tốt ở điểm nào? Em thay đổi là được rồi mà. Anh nói cho em biết đi. Em đừng mơ mộng nữa. Anh sẽ không mềm lòng đâu. Chẳng lẽ anh thật lòng nhẫn tâm nhìn em buồn bã sao? Anh cũng không nỡ lòng. Em biết anh sẽ mềm lòng mà. Hôn tôi đi. Vì vậy, vấn đề của anh không phải là các cô gái cầu xin anh, mà là không chịu nổi những cô gái xinh đẹp cầu xin anh. Xét cho cùng vẫn là sắc dục làm mờ mắt. Sau này có gái cầu xin anh thì anh hãy nhớ đến bộ dạng lúc tẩy trang của họ. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ thật rồi chứ. Có cần ôn lại hay không? Không cần, không cần đâu mà. Cảm ơn, cảm ơn. Đến kiếp sau tôi cũng không quên được. Thế nào, vẫn phải để tôi ra tay đúng không? Lợi hại ghê đó. Bình luận: ngọ dạ hung linh. Con ma nào lãnh hán đêm hôm chui ra từ bồn cầu ra ấy? Không thấy tởm à? Mấy người quay như thế có tôn trọng ma không hả? Còn nữa, tại sao toàn là nữ quỷ chui ra dọa người thế? Làm vậy rõ ràng là phân biệt giới tính. Được chấp nhận. Sau khi chết, tôi lại trở về bộ dạng xấu xí trước kia của mình. Tôi thật sự muốn chết một lần nữa. Acid hyaluronic của tôi sao lại đều biến mất cả rồi? Ai đó làm ơn giúp tôi với, bao nhiêu nguyện lực cũng được cả. Chuyện này thật sự không giúp nổi. Tôi đã lãng phí cuộc sống của mình. Đến chết rồi cũng chưa từng được cảm nhận cảm giác buông thả. 1000 nguyện lực. Cô muốn buông thả thế nào? Chính là điều cậu đang nghĩ đó. Em trai bé bỏng, chỉ muốn lắm. Ồ, bỏ qua đi. Đừng mà anh trai. Tôi trả trước tiền cọc 500. Hãy cân nhắc. Nếu anh không muốn làm điều đó thì có thể trả lại tiền đặt cọc. Thời hạn hiệu lực là nửa năm. Được rồi, thế còn được. Đừng để tôi chờ đợi quá lâu. Không đâu, 4 ngày sau tôi có thể trả cọc lại cho cô. À, trả lời cho cô rồi. Được rồi, nhưng có một vấn đề. 500 tiền cọc tôi cho anh phải mất 100 phí công chứng. Anh chuyển cho tôi trước đi. Khốn nạn, lừa đảo. Này, Lưu Sướng, hỏi cậu chuyện này. Tôi đã gia nhập hội học sinh rồi. Cậu thấy liệu có ảnh hưởng đến việc học hành của tôi không? Tôi thấy là có đó. Vậy ư? Hay là cậu rút lui đi? Suốt ngày vênh váo cái gì chứ? Đang xem gì thế? Phim mạng. Ồ, anh chàng này trông giống Giang Hà thế. Hơi giống thật nha. Giang Hà, Giang Hà. Nhìn này, anh ấy giống anh quá. Giống cái gì chứ, tôi đẹp trai hơn nhiều. Cũng đúng, dạng thư sinh. Trời ơi, càng nhìn càng thấy giống. Này, ba người có thể nói nhỏ chút được không? Tôi đang học tiếng Anh đó. Cút đi, đi học tiếng Anh của cậu đi. Lại đây, cho cậu xem cái này hay lắm nè. Xem cái gì?
Trời ơi, hôm qua đã thế, nay cũng thế. Sao vậy chứ, có ma à? Đừng giả thần giả quỷ nữa, làm gì có ma chứ. Ở đây. Ồ, xảy ra chuyện gì thế? Đùa cậu thôi. Sợ rồi à, sợ rồi hả? Trên mặt cậu có máu. Lý Dương, mặt cậu có máu kìa. Chỉ là kem thôi mà. Kem ở đâu ra thế? Nè, khoan đã. 5 ngày đếm ngược, tổng số nguyện lực của Giang Hà 1.500. Anh bỏ cuộc đi. Đây là người yêu của tôi. Nếu cứ cố đấm ăn xôi, ớt ọt toàn bộ đều ăn được thiên Nga luôn rồi. Muốn theo đuổi tôi ư? Còn kém xa với tiêu chuẩn của bà đây nha. Nhìn thấy chưa, tôi chỉ thích trai trẻ mà thôi. Ok chứ. Được chấp nhận. Lạc Lạc nhà tôi đã không ăn không uống từ khi tôi qua đời. Tôi không muốn nó đi theo tôi. 1.000 nguyện lực. Lạc Lạc là con chó tôi đã nuôi suốt 10 năm. Tôi chết vì xuất huyết não. Hy vọng con trai và con dâu tôi đến tảo mộ vào lễ thanh minh năm nay. Đừng làm món sườn xào chua ngọt mặn quá. 300 nguyện lực. Không vấn đề bà ơi, cứ giao cho cháu. Trước lúc qua đời, quên mất không nói mật mã thẻ ngân hàng cho Bạch Vân nhà tôi. Cậu giúp tôi báo tin đi. Nó đỡ phải đến ngân hàng làm thủ tục. Nó ghét chuyện phiền phức lắm. 500 nguyện lực, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Khó chọn ghê. Đã make up rất lâu vẫn không nắm được thủ pháp trang điểm mới. Rốt cuộc thì ảnh nào đẹp nhất? 500 nguyện lực. Còn cần phải hỏi sao? Nhìn qua là thấy rõ rồi. Tấm thứ 5. Chắc chắn tấm thứ 5 đẹp hơn tất thảy. Đếm ngược 4 ngày, tổng nguyện lực của Giang Hà 5.200. Cậu có lên thần hồn được không? Lên. Tôi vẫn hơi căng thẳng. Không làm được thì mau đổi người cho tôi. Tìm người làm được chuyện này đến đây. Thương trường không phải sàn cắt quốc, mà là nơi tranh đấu. Thương trường không phải là nơi có thể tự ý lựa chọn. Tôi chi trả nguyện lực để thuê cậu là để mua đứt thời gian làm việc của cậu. Trong thời gian này, tôi bảo cậu làm gì thì phải làm nấy. Cậu phải biết, thương trường có hai yếu tố. Đầu tiên, hãy nói với bản thân rằng mình có thể làm được. Thứ hai, vỗ ngực hô to, cứ giao cho tôi. Đến cả hai điều cơ bản thế này mà còn không có thì mau về nhà bú ti mẹ đi. Thương trường không thích hợp với cậu. Trả cho cô nè. Sao vậy? Đã chấp nhận. Tôi sợ hôm nào đó cô sẽ lấy nó ra quất tôi. Anh hiểu gì chứ? Đây là roi tinh linh, nó chỉ có thể quất tinh linh mà thôi. Đánh anh thì tôi dùng bàn tay là đủ rồi. Cũng nhờ cái roi này đã đánh bay một phần chấp niệm trong lòng của anh ta, cho nên anh ấy mới có thể cảm thấy thư thả như thế. Anh tưởng là bị anh đánh thành ra như thế thật à? Thì ra là bảo vợ cả. Hay là anh đây cũng quất cô vài cái nhé. Hôm nay là anh đã làm rất tốt. Tôi sẽ tặng quà cho anh. Quà gì? Quà gì thế? Đếm ngược 3 ngày, tổng nguyện lực của Giang Hà 7.800. Cầu hôn lần thứ 101, cô vẫn chưa đồng ý. Cô ấy nói không đủ sáng tạo, có thể giúp tôi được không? 500 nguyện lực. Chuyện cầu hôn, anh nên đến công ty tổ chức tiệc cưới chứ. Nhờ chúng tôi khác gì giết gà dùng dao mổ bò đâu. Chủ yếu là hai người họ khá là đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Họ là giới tính thứ ba à? Không phải. Vậy rốt cuộc là gì? Họ giống như loại người thứ ba trên đời này. Tiến sĩ nữ, hãy đến đây, giám đốc Giang. Chuyện này khá khó khăn. Tinh thần của công ty quảng cáo trên mạng chúng tôi là biến điều không thể thành có thể.
Phương châm doanh nghiệp của chúng ta là gì? Dốc sức sáng tạo, khả năng vô hạn. Lợi hại. Trước nay chưa từng có nam chính nào chủ động theo đuổi tôi. Tôi chỉ muốn cảm nhận một lần cảm giác được người khác bày tỏ. Anh có thể giúp tôi chuyện này được không? Chuyện bày tỏ không nên dùng để kiếm nguyện lực. Đếm ngược 2 ngày, tổng số nguyện lực của Giang Hà 9.900. Hình như chúng ta đang hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Tôi cũng chúc mừng anh trước. Nên là chúc mừng cho chúng ta. Trước đây là ai đó đòi đuổi tôi đi mà. Cô là một thể trí tuệ thông minh cao cấp, lại chấp nhất với tôi à? Tôi không quan tâm, đó là lỗi của anh chứ bộ. Được rồi, là lỗi của tôi. Hay là tôi đem đổi hết nguyện lực hiện có, sau đó quay một bộ phim mạng cho cô xem. Cô thấy sao? Anh diễn à? Được. Cô có muốn đóng nữ chính không? Sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, theo cô thì nên làm gì nhỉ? Xin chào. Hả? Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Xảy ra chuyện rồi. Tô Tịnh. Mau đưa đến bệnh viện đi. 120 vẫn chưa tới. Chiếc xe đâm vào cô ấy đâu? Chạy mất rồi. Là anh đã giết tôi. Không phải. Cô là ma à? Tài xế đâm vào tôi đã chết rồi. Tôi không biết. Anh ấy đã nói cho tôi biết mọi chuyện. Tôi không biết. Cô đừng lại đây. Cô muốn làm gì hả? Muốn anh chết. Và cả cô nữa. Không liên quan đến tôi. Tôi không biết mà. Ghê tởm. Tiểu Mỹ, Tô Tịnh, sao hai người? Giang Hà, cứu em với. Cô ta là ma, cô ta muốn giết em. Chuyện gì thế? Sao Tô Tịnh có thể để cho người khác nhìn thấy cô ấy chứ? Lúc chết đã mang theo oán khí vô cùng lớn, đã tạo ra một trường thực thể hóa bởi linh hồn của cô ấy trong 72 giờ sau khi chết. Giang Hà, tôi đã biết thân phận của anh rồi. Xin đừng ngăn cản tôi. Cô ấy muốn gì? Tôi đã cảm nhận được nỗi oán giận của cô ấy từ rất xa. Thật không ngờ, quả thật là oán hận của cô. Tôi bị người khác sát hại, đương nhiên sẽ oán hận. Là Vương Đào giết cô à? Nếu tôi giết Vương Đào thì anh cũng thấy vui. Chẳng phải như vậy sao? Còn cả con tiện nhân này nữa, bắt ả chết cùng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vương Đào có thâm thù thế nào với cô? Hắn có thù với tôi ư? Không, là tôi có thù với hắn. Con nhà giàu khốn nạn. Đàn anh ngành tài chính ngân hàng gì chứ? Toàn là dối trá. Hắn là một tên lừa đảo. Cô mới là sinh viên năm 2, con đường sau này còn dài lắm. Cầm thú. Không ngờ cô cũng đanh đá ghê. Nếu như cô vẫn không đồng ý, tôi sẽ tung clip của hai chúng ta lên mạng. Tôi bảo đảm cô sẽ nổi tiếng như cồn trên mạng.
Trong clip cũng có mặt của anh mà. Cô chưa từng nghe nói về filter là mờ mặt à? Khốn nạn. Thật ra tôi đã vạch ra con đường đúng đắn cho cô rồi. Nghe lời tôi, làm việc cho tôi. Trước lạ sau quen mà. Những người tôi giới thiệu cho cô đều là nhân vật tầm cỡ. Cô đừng nghĩ mình chẳng khác gì mấy con điếm ở ba đêm. Đẳng cấp của cô cao hơn nhiều. Nhưng lúc cô còn trẻ trung, có thể kiếm vài món hời. Sau khi tốt nghiệp, giàu có, sung túc, xuất phát điểm của cô cao hơn người khác nhiều lắm. Biết đâu chừng lại hạ cánh an toàn, lấy được một anh chàng con nhà giàu. Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng nước mắt lưng tròng, thần trí điên đảo u mê. Sau đó, tôi đã gặp Triệu Phú Cường. Tôi nhờ anh ấy tạo giúp tôi một con virus. Tôi biết cô là một cô gái thông minh. Bao giờ thì bắt đầu làm việc? Bất cứ lúc nào. Được. Cô đã cắm cái này đấy à? Đúng vậy. Nhả virus vào máy tính của anh. Cô muốn chết à? Tôi không muốn chết. Tôi đã cắm vào trước khi ngủ rồi. Hay là anh thử kiểm tra đi, xem tất cả file clip có biến mất hay không. Ngây thơ quá. Ý anh là anh còn có bản sao đúng không? Không sao cả. Tất cả clip đã được gửi đến tài khoản email của tôi rồi. Khá chuyên nghiệp, nhưng vô ích mà thôi. Đã hơn một tiếng rồi. Những cái cần gửi chắc cũng vào hòm rồi. Tôi không lấy tất cả, chỉ cần vài cái là được rồi. Cô lấy mấy cái clip đó có ích gì chứ? Mới mẻ ghê. Chả lẽ tôi không đi báo cảnh sát được sao? Không ngờ anh còn là một tên tồi. Quả thật là Vương Đào đã giết cô à? Tiểu Mỹ, chuyện này có phải là thật không? Anh dám giết tôi, hôm nay tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Giang Hà, tôi cũng bị Vương Đào lừa gạt. Tô Tịnh, cô đã là hồn ma rồi, sao lại không buông bỏ chấp niệm sinh tử đi chứ? Dù cô có giết chết Vương Đào thì anh ta cũng biến thành hồn ma mà thôi. Đối với hiện trạng của cô bây giờ, làm thế có ý nghĩa gì chứ? Tôi đang diệt trừ hậu hoạn cho loài người. Anh ta sẽ bị trừng phạt vì những gì anh ta đã làm trong thế giới này. Cô không được vượt qua ranh giới đó. Đúng vậy. Cô không được vượt qua ranh giới đó. Giao cho tôi đi. Tôi sẽ xử trí anh ta giúp cô. Đúng, xử phạt tôi. Để tôi tự thú, bắt tôi ngồi tù. Chịu phạt ư? Tôi đã mất mạng rồi. Anh nên đền mạng mới đúng. Tô Tịnh, để tôi giúp cô hóa giải oán hận nhé. Không, tôi muốn trả thù. Vừa nãy tôi... Lát nữa hãy nói. Tô Tịnh đâu rồi? Biến mất rồi à? Chỉ là oán hận đã được hóa giải, nên trường linh hồn đã biến mất. Giang Hà, bây giờ anh biết em cũng là nạn nhân rồi đúng không? Anh ta đe dọa em, cho nên em mới nói với anh những lời tổn thương đó. Em không muốn anh bị cuốn vào. Giang Hà, anh lợi hại quá. Em sai rồi. Cứu em với, Giang Hà. Em cũng là nạn nhân mà. Nếu không phải em tự đâm đầu vào thì sao có thể bị đe dọa chứ? Tại sao em lại kiếm tiền bằng cách này? Tô Tịnh từng đến tìm em đúng không? Hãy đợi mà xem, sẽ có ngày Tiểu Mỹ phải hối hận. Tô Tịnh nhất định muốn rủ em cùng đối phó với Vương Đào. Em đã từ chối, phải không? Em sợ lắm. Chính cô ta đã đưa ra ý tưởng giết Tô Tịnh cho tôi đó. Anh im đi. Tiểu Mỹ, sao em lại thành ra nông nổi này? Tại sao? Đúng, tại sao chứ? Bị tên lừa đảo này hại cho thê thảm. Em còn có thể làm thế nào được nữa?
Sớm biết người chết đi rồi còn có thể biến thành ma. Em đã không bao giờ thông đồng với gã cầm thú này. Xét cho cùng, tất cả là do sự kém cỏi của anh. Anh nghèo. Chỉ cần anh có thể giúp đỡ được cho em thì em có thể rơi vào tình cảnh này không chứ? Giang Hà. Giang Hà. Giết nó. Giết nó. Giang Hà. Bao nhiêu nguyện lực rồi? Còn thiếu 100. Vẫn chưa đến 7 ngày mà ta đã thoát ra được rồi. Thằng nhóc này dễ bị đả kích như thế, đến cả ta còn hơi bất ngờ. Giang Hà, Giang Hà, tỉnh lại đi. Anh là một âm dương thuật sư, anh muốn làm anh hùng siêu cấp. Tại sao lại chìm đắm trong chuyện tình cảm ngôn tình cẩu huyết này chứ? Anh sắp có được năng lượng hùng mạnh rồi, tỉnh lại đi. Đây chính là âm dương sư các người đã chọn ra sao? Thăng cấp. Xin chúc mừng âm dương sư. Bạn đã được thăng cấp và hiện có quyền sử dụng thẻ. Sử dụng cơ thể năng lượng của bạn để biến đổi, kích hoạt thẻ kỹ năng của bạn. Thăng cấp rồi à? Hấp dẫn, hấp dẫn. Âm dương sư mới vào nghề này của các ngươi hình như không hiểu rõ tình hình cho lắm. Sao đến cả thể năng lượng cũng ngu đần chứ? Nếu hắn là một âm dương sư chân chính thì chiêu này có lẽ sẽ có ích đó. Nhưng bây giờ... Hợp nhất. Tịch tử. Có chuyện gì vậy? Giang Hà, trên đời này không có sự vật gì bỗng nhiên xuất hiện. Tôi vốn là một thực thể năng lượng âm dương của anh. Trước khi anh trở thành âm dương sư, mục đích tồn tại của tôi chính là đợi đến giây phút được quay về trong cơ thể anh. Không, đừng mà. Giang Hà, anh không phải là một người bình thường. Anh trở thành một âm dương sư cũng không phải là chuyện tình cờ. Đừng mà, tịch tử, đừng mà. Tôi đã tồn tại trong nhiều năm. Tôi đã đợi anh trong nhiều năm. Tạm biệt, Giang Hà. Tịch tử. Tịch tử. Tôi đến đây, Giang Hà. Tịch tử. Tịch tử. Trong tâm trí tôi bỗng xuất hiện một hình ảnh. Tôi nhìn thấy chân thân của Đào Ngột. Đó là một ngọn núi lửa hừng hực, tràn trề năng lượng.
Tự tử cũng xuất hiện trong khung cảnh đó. Cô ấy đang đứng ở chân trời không xa lắm, thanh thản nhìn tôi. Tính năng thẻ trong app của tôi cũng được mở khóa. Nó có đầy đủ các công pháp và kỹ năng khác nhau. Tôi thật sự đã trở thành âm dương sư. Thẻ khống chế và phong ấn. Loài người, thật đáng tiếc, các ngươi chỉ có thể không ngừng nghĩ phong ấn ta. Chỉ cần linh hồn ta còn sống, sẽ có ngày ta quay lại báo thù. Sư huynh, anh vẫn ổn chứ? Anh ổn. Giang Hà, xin chúc mừng. Tịch tử cô ấy sẽ trở lại chứ? Khi xưa cũng có một người giống như cô ấy và cậu, luôn ở bên tôi. Tàn nhẫn nhưng đẹp đẽ. Nghỉ ngơi đi. Từ giây phút này trở đi, cuộc đời của cậu đã khác nhiều rồi. Đừng làm chuyện manh động khiến bản thân phải hối hận. Anh ra đầu thú đi. Giang Hà, dẫn em theo với. Tha thứ cho em. Tha thứ cho em đi. Trước đây em đã từng là điều tuyệt vời nhất trong trái tim của anh. Sau đó em đã thành một vết thương lòng khó quên. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với anh. Cảm giác như anh đã trải qua rất nhiều năm. Bây giờ anh không còn hận em, cũng không còn yêu em nữa. Sau này nếu em cần anh giúp đỡ, em vẫn có thể đến tìm anh. Đúng rồi, anh cũng sẽ trả tiền viện phí cho bà ngoại em. Mỗi một con người, ý tôi là mỗi người đều có điểm khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều giống nhau. Bước chân trên những con đường người ta đã đi qua, từng bước chân đều ảm đạm, nặng nề, mức độ cũng khác nhau. Mỗi ngày trôi qua dường như cũng khác biệt, nhưng tất cả đều giống nhau. Giây phút đó, trái tim tôi hừng hực ngọn lửa, vẫn bị bỏng rát, cũng đã dành cho nhau cái ôm nồng cháy. Tối ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi, tất cả chúng tôi đều say mềm. Triệu Phú Cường đã khóc, gào tên Tô Tịnh. Tôi không kể cho cậu ấy nghe về ân oán giữa Tô Tịnh và Vương Đào. Cậu ấy cũng không biết khi xưa Tô Tịnh tìm đến cậu ấy thật ra là vì tài năng máy tính của cậu ấy. Tối đó, họ đã chúc tôi sinh nhật vui vẻ rất nhiều lần. Tôi rất hào hứng. Tôi đã thành công trở thành âm dương sư. Giấc mộng siêu anh hùng của tôi đã rộng mở rồi. Em đang đợi anh ở vạch đích. Đừng bỏ cuộc, cho dù là ngày tận thế. Vẫn còn to sau khi ngọn lửa đã tắt. Ngay tại đó, trong những tia lửa, chúng ta sẽ bất chấp sóng gió, tiến về phía trước. Và em đã luôn tin tưởng anh, không bao giờ nghi ngờ, dù thành kẻ địch với cả thế giới.
nước mắt em chôn sâu trong tim. Sau tất cả, rất nhiều lần tôi có thể mập mờ nhìn thấy hình bóng của Tịch Tử. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, cô ấy sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, cũng giống như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Năng lượng sẽ không đột ngột xuất hiện, nó cũng sẽ không đột ngột mất đi, chỉ được chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Và dạng năng lượng nói trên có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Đây là những gì loài người tóm tắt về năng lượng, được gọi là định luật bảo toàn năng lượng. Đây là một trong những định luật cơ bản trong khoa học tự nhiên. Nó đã chứng minh rõ quan điểm vật chất không bị diệt trừ một cách khoa học.我们一起吹着破蛋糕上的蜡烛，然后爸妈就不守的早早睡去了。睡不着的我只能爬起来去找他们玩。然而，我好像看到了什么不该看的东西。别逃！别想再生一个！不行，我得逃跑。然后你们知道的，好物来了，我倒了。还有什么疑问？哦，对了，那个101次求婚的结果怎么样了？当然很成功啊！哎，你都看出来了，嘉禾，这是一个植物。我们那个方案怎么样？我来就是想告诉你啊，我朋友求婚成功了，你们真厉害。最后，如果觉得片子还不错，别忘了转给身边的朋友看哦。我们很快会再见。Thank you.